Cũng trong sáng nay, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị, nhiều cử tri phường Hòa Thuận Tây góp ý tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật đất đai sửa đổi, gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Luật đất đai năm nay có sự đổi mới là rất phù hợp, nhưng mà theo tôi người dân vẫn quan tâm hai cái nội dung quan trọng, đó là thu hồi đất và tái định cư. Về thu hồi đất thì làm sao đền bù cho người ta bằng hoặc là hơn cái mức sống hiện tại. Nhưng thực chất vừa qua thì cái đền bù giá đất của chúng ta là nó không được sát với thực tế. Về vấn đề tái định cư thì cỡ cả cái nhà xã hội thì chúng ta phải làm thế nào cho nó phù hợp với cái đời sống của người dân săn bắn hái lượm và tăng gia sản xuất. Còn làm như vậy thì cái việc sinh kế của người dân thì không đảm bảo. Do đó xảy ra cái tình trạng khiếu kiện vì người ta không tìm được việc làm. Đời sống không đảm bảo sinh kế thì sinh ra vấn đề khiếu kiện. Trong cái thành phố Đà Nẵng hiện nay là một số các cái xã phường mà có đất nông nghiệp thì hầu như đi vào đất thổ cư, đất sử dụng cho cái tái định cư, đất đô thị cả. Cho nên về vấn đề này trong quy hoạch cũng cần có cái quy định. Ví dụ như là dưới 5 hectare thì trong cái khu dân cư nào đó thì quy hoạch nó cho nó đảm bảo cái việc mà môi trường sống của khu dân cư. Thế còn trên 5 hectare thì tôi nghĩ rằng cũng không nên chuyển cái mục đích sử dụng, ví dụ như đất nông nghiệp chẳng hạn, thì ta nghiên cứu, ta đưa vào cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với cái du lịch sinh thái để bảo đảm cái xanh sạch, bảo đảm cái môi trường sống cho nhân dân của thành phố. Trước đó, phường Hòa Thuận Tây đã tổ chức 4 hội nghị theo các cụm tổ dân phố. Qua đó có 32 lượt ý kiến tham gia trực tiếp, 167 ý kiến bằng văn bản của nhân dân, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung và hình thức.